Cảnh báo, câu chuyện này hoàn toàn hư cấu. Nếu có điểm tương đồng, vui lòng tìm đến chăm sóc y tế. Nhóm nghiên cứu không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc mất ngủ, lo âu, tâm lý không thoải mái, tinh thần kiệt quệ và màn hình điện thoại bị vỡ do trò chơi gây ra. Ấn xác nhận. Ok. Xin chào mọi người. Trở lại với bệnh viện 13 thì hôm nay mình sẽ chơi bản tiếng Việt. Đã có bệnh viện 13 bản tiếng Việt rồi. Các bạn chỉ cần lên CH Play, đánh chữ bệnh viện 13 là sẽ ra game nhé. Thì game này mình chơi tiếng Trung rồi, mình nghĩ rằng bản tiếng Việt sẽ giúp mình hiểu rõ về cốt truyện hơn thôi. Ấn vào chơi. Đây là đâu? Mình vốn đang ngủ ở nhà, sao tỉnh dậy lại tới đây rồi? Thật đáng sợ, mình phải tìm cách trốn khỏi đây. Chúng ta là một cô bé đây, chúng ta sẽ nhìn vào gương. À không, nó phải hướng dẫn mình trước, từ từ qua cái đoạn này chúng ta sẽ nhìn vào gương nhé. Đây, mình sẽ lấy các cái chỉ dẫn của game thôi. Sau đấy thì lắp nó vào để mở cái ngăn kéo này ra. Có một chút ánh sáng nó chiếu vào chỗ cái công tắc. Ok, bật điện lên. À, quay ra đây nhìn vào gương một chút. Đây chính là mình. Thì ra đây là một tấm gương. Mình là một cô bé đang bị mắc kẹt trong một cái bệnh viện, không hiểu lý do. Đang tìm hiểu xem là tại sao mình lại ở trong cái bệnh viện này. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cái gì đây? Đây có một cái hộp, cần 3 cái miếng gỗ tròn tròn. Trên tủ hình như khắc cái gì đó nhìn không rõ. Bôi cái gì lên là có thể nhìn rõ. Ok, thực ra là chúng ta sẽ bôi một cái thứ màu đỏ lên đấy. Đấy, đây sẽ lắp cái tròn tròn vào đây. Sau đấy thì sang bên này, chúng ta sẽ đọc được một cái hướng dẫn ở chỗ này. Đây, số phòng là mật mã. Lần này tôi sẽ không quên. Chúng ta đang ở căn phòng số bao nhiêu? Và mật mã của cái gì? Đây, mật mã của cái vali 4 con số. Căn phòng số bao nhiêu thì nhìn ở đây. Đối diện căn phòng của chúng ta, căn phòng 2012. Tức là chúng ta đang ở căn phòng 2011. Nhập 2011 vào đây. Yes, lấy được một thỏi son. Thỏi son này chính là để bôi vào cái chỗ vừa nãy. Đây, bôi vào rồi. Yes, yes, yes. Nó sẽ hiện ra 834 bằng số La Mã và chúng ta sẽ nhập vào đây thôi. 834. Sau đấy sẽ lấy được cái chìa khóa và chỉ lấy được mỗi cái chìa khóa thôi, chán thế nhở. Cái chìa khóa này để làm gì? Chìa khóa này chính là để chỗ này này các bạn. Thả con ma ra. Thả con quỷ dữ nó đang bị xiềng xích ở đây ra. Chúng ta sẽ không nhìn thấy quỷ dữ đâu. Nhưng mà thực chất thì nó đang ngồi trên cái xe lăn này này. Nó đang di chuyển đấy. Có đáng sợ không? Sau đấy sẽ lấy được cái chìa khóa của căn phòng 2011. Đây, bệnh nhân số 44 này. Thực ra thì chúng ta chính là bệnh nhân số 44 đấy. Chúng ta chính là bệnh nhân số 44. Căn phòng này chính là căn phòng của chúng ta đấy. Thôi ra ngoài nào. Chương 1 trở lại. Bắt đầu chương 1. Chúng ta sẽ đi ra ngoài. Vào căn phòng số 209 không vào được. Văn phòng ai? Chúng ta sẽ đi vào văn phòng. Sẽ lấy được một cái chìa khóa ở đây. Chìa khóa này để làm cái gì nhỉ? Chìa khóa này để mở cái chỗ này này. Mở cái ngăn kéo. À không phải. Không phải mở ngăn kéo các bạn ạ. Tôi nhầm. Xin lỗi tất cả mọi người. Mình đã nhầm, lấy được bật lửa, lấy được một cái gì đây? Một cái gì đó có hình bánh xe. Lấy được một cái lọ mực, lấy được một cái bút bi, các bạn nhớ lấy hết chỗ này nhá. Sau là đóng nó lại thôi. Bên dưới này có một cái quyển sách này, các bạn nhớ quyển sách này nhá. Bấm vào quyển sách này. Thiếu đây chính là cái này này, thiếu cái linh kiện lắp vào đây, sau đó sẽ giải. Giải cái này thì cái bên trái này chúng ta sẽ di chuyển một chút cái bên trái. Đầu tiên sẽ là cái ở giữa nhá. Để nguyên cái bên trái và di chuyển cái ở giữa. Di chuyển bên trái phát nữa. Ngôi sao đầu tiên, ngôi sao 5 cánh nhá. Trung thu rồi. Ngôi sao 5 cánh trung thu rồi. Nào, mặt trời đâu? Đây rồi. Bên trên này sẽ là mặt trăng. Di chuyển cái số 3. Ok. Chúng ta sẽ đọc xem ở đây có gì.
lấy được một cái thẻ ID của bác sĩ Tiêu. Bác sĩ Tiêu, tên hay vậy. Theo quy định không thể ghi ra thông tin bệnh tình của Tiểu Hề nghiêm trọng. Chúng ta tên là Tiểu Hề. Ok. Ai thích đọc thì đọc nhá. Tiểu Hề và bệnh nhân cùng phòng treo cổ tự vẫn. Có phải mình nên đổi mật mã không? What? Chúng ta treo cổ tự vẫn rồi sao? Ý là sao? Quay ra. Mật mã là số phòng bệnh nhân và hai số của hệ thống của bệnh nhân chứ. Mật mã là số phòng bệnh nhân, nhưng không có thấy thông tin của bệnh nhân còn lại. Giờ chúng ta sẽ kiếm thông tin bệnh nhân còn lại. Mật mã có lẽ là số phòng bệnh nhân và mã số bệnh nhân cùng phòng. Số phòng bệnh nhân và mã số bệnh nhân cùng phòng. Ở đây có một cái số 4 rồi, chúng ta có là mã số 44 đó. 1234. Ok. Số phòng là 2011. Nãy có một cái áo 44 ở dưới sàn nhà ấy, chính là cái áo bệnh nhân của mình nhá. 1 1. Còn mà bệnh nhân cùng với chúng ta là số áo bao nhiêu đây? Gì đây? Bệnh nhân có thể nhầm lẫn giữa các thực thể và câu chuyện. Ghê vậy. Đây là hồ sơ các bệnh nhân. Bệnh nhân bị hội chứng Pika. Pika hội chứng gì? Gì đây? Bệnh nhân thỉnh thoảng bị rối loạn trí nhớ. Ghê vậy. Bệnh nhân mã số còn lại là bao nhiêu nhỉ? Chúng ta quay trở lại căn phòng 2011 xem. À đây, sẽ vào căn phòng 209. À đây, chúng ta có chìa khóa 209. Lấy được một cái ngôi sao. Còn gì nữa không? Lấy được một cái chén. Lấy được một cái đồ mỹ nghệ. Ok. Lấy được cái gì cứ lấy nhá. Đây cần một chìa khóa để lấy được con búp bê này. Bên này có gì nào? Nhớ thứ tự. À ok, các bạn bấm sao cho nó sáng hết nhá. Đây đây, sai rồi. Đây. Đây sai rồi. Đây, 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 đây. Ok, sáng hết rồi. Lấy được thêm một cái ông mặt trời ở đây. Lắp cái này vào đây nhé. Ok. Còn cái gì ở đây không? Người chết không thể nhắm mắt. Ghê vậy. Quay ra. Đọc thế thôi. Đọc nhiều nhức đầu lắm. Sao các cái màu gì đây? Những bức tranh này có ý nghĩa gì? Sau đấy các bạn quay trở ra căn phòng mà 2011, chúng ta sẽ đầy đủ cho cái hộp này. Đây. Lấy được một cái chụp lồng. Tiếp đến là các bạn sẽ đốt ngọn nến này, thắp vào đây giúp mình này. Vào gương này, để cái chén ở đây, đổ mực vào đây. Gọi hồn á. Kiểu gọi hồn đấy. Dùng gì? Gì đấy? Dùng cái bút này để gõ cái chén nữa. Quay lại đi. Quay lại đi. Quay lại đi. Ai đang gọi ta? Thật sự xuất hiện. Mình nhìn thấy mã số của cô ấy. Cô ấy hình như cũng nhìn mình. Đây chính là bệnh nhân 57 đó. Mau tiễn hồn thôi. Tiễn hồn. Tiễn hồn kiểu gì? Tiễn hồn kiểu gì anh ơi? Ta đến tìm câu. Chương 1 trở lại xong. Vậy là xong chương 1. Chúng ta lấy được bệnh nhân số 57. Quay ra cái căn phòng mà đâu nhỉ? Đây đây. Đi ra ngoài. Vào văn phòng. Chúng ta có số 57. Nhập 57 vào cuối này thôi. 1 1 2 3 4 5. Ta-da! Lấy được một cái chìa khóa. Lấy được thêm một cái chìa khóa nữa. Quay ra đây. Cái chìa khóa này là hình như là mở chỗ này nhỉ. À đúng rồi. Chúng ta lấy được một cái thẻ của bác sĩ Bạch. Đóng lại đi. Còn cái chìa khóa này thì chính là chìa khóa con búp bê. Tôi nhớ không nhầm là vậy.
Hay đúng rồi, chúng ta lấy được con búp bê tượng gỗ đây, đồ mỹ nghệ típ, lấy được một cái đồ mỹ nghệ típ lắp vào đây. Đoạn này thì chúng ta phải để cái trên này giống cái dưới nhá mọi người nhá, 1 2 3 4 5 này, 1 2 3 4 5 này. Đầu tiên sẽ là cái móc này, cứ cái trên giống cái dưới thôi. Đây đúng rồi này, cái gì đây, đây cái trên giống cái dưới này. Đây còn hai cái này thì mình chưa nhìn ra nên là chúng ta sẽ đi thôi, đi ra ngoài kiếm thêm thông tin, kiếm thêm thông tin để có thể nhìn ra. Đây quẹp đây, chúng ta đi tiếp, lấy cái thẻ quẹp đây, chúng ta sẽ đến chương 2 sửa tội. Trong này có một cái phòng tắm rửa được lên cầu thang này, đầu tiên sẽ tìm hiểu cái nhà tắm này đã. Tối quá không nhìn rõ, qua bên này chúng ta sẽ bật địa. Đây à, có một con nó treo ngược này, ghê rợn. Sao trong bệnh viện lại có nhiều hình nộm vậy, không hiểu tại sao nhưng mà trong bệnh viện rất là nhiều hình nộm nhá. Đây lấy cái thẻ này nhá, mở cái ngăn kéo này, lấy được một cái tô lò vịt. Cái tô lò vịt này thì để làm cái quái gì đây, không ném vật lạ vào máy giặt. Đối với quần áo bẩn, bột giặt tẩy mạnh 40g bột giặt, chúng ta cần 40g bột giặt để có thể tẩy được cái phải kiếm cái mật khẩu của máy giặt đã. Đây 6891 6891 6891 không phải, ngược lại nhá, 6891 1986 vẫn không phải. Thực ra nó xoay ngược theo kiểu kiểu ngược luôn á, tức là 6891 thì sẽ là 1689 á, 1689. Yes, xả nước sẽ lấy được một cái áo, lấy được một cái tay giả, lấy được một cái áo rách. Tí nữa nó có cái tác dụng của nó sau, bây giờ chúng ta sẽ ra chỗ này đã. Sau 20:30 mở cho bệnh nhân tắm. Là sao? Phòng tắm lại tắm đêm à? Cắm cái tô lò vít vào đây, sau đó tắt điện đi. Thì chúng ta sẽ có cái bóng giờ, bật tắt các cái bóng đèn này. 20:30 tức là 8 giờ tối. Đây, bệnh nhân có thể vào rồi. Sau đó bật điện trở lại nhá, không là các bạn sẽ bị chết vì sợ hãi đấy. Đi vào phòng tắm, lấy được bột giặt. Ok, chúng ta sẽ lấy 40g bột giặt để giặt đồ, mà giặt cái gì nhỉ? Tuy nhiên đoạn này mình quên rồi, lấy được một cái bùn nhùi thép. Đi từ trái có phải các cái ký tự gì đây, chúng ta phải có thêm thông tin. A B C D E F gì đây, chúng ta cũng phải cần có thêm thông tin. Quay ra thôi. Đây, cái bùn nhùi đây các bạn, đánh sạch cái chỗ này này, đâu nhỉ? Đây, đánh sạch cái chỗ này. Chúng ta sẽ có WX này, hai gạch trên và chữ Z. WX, hai gạch trên và chữ Z. Đi theo hướng mũi tên này, WX này, hai gạch trên đâu? WX, hai cái gạch trên và chữ Z. Đây chữ Z đây. Chúng ta có hai gạch trên đây. Thêm đúng vị trí vậy. Ok. Lấy được một cái cốc đo. A B C D E F này tí nữa giải sau các bạn ạ. Trong nước gì đây, trong nước có bóng rổ nhưng xa quá không lấy được. Wow, sao nó lại di chuyển thế này. Quay ra để làm gì nhỉ, quay ra để đây, lấy được một cái sợi dây phơi đồ dưới đất này. Đi thẳng ra ngoài nhé, sẽ lấy được một cái áo bẩn ở đây, có rất nhiều cái chữ con chữ ở đây. Sau đây chúng ta lại đi vào để đong. Các bạn bắt đầu đong cho mình cho nó đủ 40 cái gì nhỉ, 40g bột giặt. Đầu tiên ấy, chúng ta sẽ lấy 5g bột giặt bằng cách đổ vào 30. Lấy bột giặt đổ vào 30 này, đổ vào đây chúng ta sẽ có 5g.
Sau đấy các bạn sẽ đổ vào đây. Đó, chúng ta sẽ có 5g, sẽ đổ vào 25, đổ 30, đổ tiếp. Lấy bột giặt đổ tiếp vào cho đến 30, lại đổ vào đây. Chúng ta sẽ có 5g tiếp đổ vào đây. Là 10g. Sau đó lấy 25 đổ vào đây. Xong bạn lấy bột giặt đổ vào đây. Ê! Trời đất ạ. Không sao, không sao. Sao tôi bấm vào đây nó không được nhỉ? Bực quá. Đây, sẽ có 5g. Đổ vào đây là có 40. Còn ngon ngay. Đổ ra đây. Lấy được cái hộp bột giặt 40g, quay ra đây. Lắp bột giặt vào. Bột giặt rồi. Cho cái áo này vào. Sau đó các bạn giặt sạch. Sạch. Thật là sạch để chúng ta xem được mấy con chữ mà. Lấy được mấy con chữ ra rồi thì cho cái thằng bệnh nhân này nó mặc cái áo có con chữ đâu nhỉ? Sau đấy đây. Bệnh nhân số 28 DIE quay ra. Có một cái hộp. Có hộp ở chữ đây. DIE. 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 Lấy được cái sợi dây. Lấy được cái gì đây? Bệnh nhân số 28. Đây là ghi chú bệnh nhân 28, bệnh nhân 31, bệnh nhân 57, bệnh nhân 44. Ok, có rất là nhiều thứ đáng sợ trong cái bệnh viện này. Lấy được một cái chìa khóa. Đấy, vậy là xong, coi như xong kết thúc ở trong cái phòng 80. Tao xin mày đấy. Mỗi lần nó di chuyển mà tôi vẫn cảm thấy sợ. Ok, coi như cái phòng này nó xong, tí nữa chúng ta quay lại sau. Tiếp đến thì chúng ta sẽ lên cầu thang, buộc cái sợi dây vào đây. Buộc tiếp. Xuống không, chưa, kéo cái này xuống đã. Kéo cái bức tượng lên, thực sự tôi cũng chẳng hiểu là kéo bức tượng lên để làm gì. Kéo bức tượng lên. Lên. Bệnh nhân số 57, thắt cổ tự tử. Ta tìm thấy cậu rồi. Chương 2 rửa tội xong. Chúng ta sẽ tới với chương 3. Hình như phía hướng phòng kiểm tra có âm thanh gì. Phòng kiểm tra là phòng nào? Cái thẻ này có mở ở đây không nhỉ? Không mở ở đây. Chúng ta vào phòng kiểm tra đây. Vào phòng kiểm tra. Thì ở đây có một cái chìa khóa này. Đây là một cái phòng gọi là phòng CT X-quang đấy. Mở được đây không nhỉ? Khóa rồi. Sẽ vào, mình sẽ vào trong này. Thứ tư. Vào trong đây. Kéo cái hệ thống này ra. Nhìn vào bụng của con. Cần một cái sắc bén để cắt cái này á. Tí nữa sẽ có cái sắc bén đấy sau. Nhét vào đây nhìn bụng mà cái. Nhìn bụng đây. Sẽ có một cái mật khẩu như thế này. Run dế gì đây này. Móc run dưới này. Mấy cả chữ E gạch chân móc run dưới. Chúng ta sẽ quay trở lại. Chúng ta nhớ đến đến ký tự ở cái phòng dưới này. Căn phòng 209 đó. Mình nhớ không nhầm là vậy. Đúng phòng 209 đúng không nhỉ? Hay là cái văn phòng kia nhỉ? À đây đúng, phòng 209 đúng rồi. Móc run dưới và ba chữ E. Đây chữ E. Các bạn sẽ bấm vào chữ E. Đây. Móc run dưới. Cái này thì thực sự thì cũng không cần nhớ đâu. Cái đầu tiên mà cứ bấm nó đúng là đúng thôi. Móc run dưới. Móc run dưới. Móc run dưới. Đó. Chúng ta sẽ lấy được một cái viên đá. Viên đá này để phá vỡ cái tấm gương các bạn ạ. Tấm gương mà chúng ta soi á. Phong ấn ở căn phòng mà 211 á. Mày mày chết với tao. Đó. Ném vỡ tấm gương này đỡ tác dụng gì, lấy một cái mảnh gương thôi. Sau đấy thì cái mảnh gương này chính là cái mảnh để có thể cắt được chiếc gối ra để lấy chìa khóa. Ở trong phòng kiểm tra. Phòng kiểm tra, phòng CT, phòng chụp X quang. Kéo nó ra nào. Vào trong, cắt, lấy được cái chìa khóa. Chìa khóa này chính là chìa khóa gì nhỉ? Mình quên bố rồi. Chìa khóa này là chìa khóa gì nhỉ? Mở cái chỗ này sao? À đúng rồi, mở chỗ này.
Đây, một vài cái thông tin. Khi mà sau khi chụp X quang, chúng ta mở lấy được một chìa khóa căn phòng từ 2F đến 1F. À, chưa giới thiệu các bạn ở đây có một cái bản đồ nhá. Mình thực chất thì cũng chẳng cần đâu. Mới chơi thì cần bản đồ nhưng mình chơi nhiều thì không cần. Quay ra 1F, 2F đến 1F chính là ở đây. Mở. À đâu nào? Đây 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 đây. Mở. Chương 3, bóng gương. Đây chúng ta có một cái phòng giải trí, phòng bảo vệ. Khóa rồi. Đây, chìa khóa phòng bảo vệ. Mình sẽ vào vòng phòng bảo vệ và lắp vào đây, lắp cái này vào đây, lắp cái gương vào đây thì sẽ có một chút ánh sáng ở bên này. 1549, cái số 1549 này nó không phải là mật khẩu đâu. Đây mình nhập cho các bạn xem nhé. Đó, nó không phải là mật khẩu. Vậy thì số 1549 nó có ý nghĩa gì? Chút nữa chúng ta sẽ biết ý nghĩa của nó. Các bạn chỉnh gương sang một cái góc khác để có thể có ánh sáng ở chỗ khác. Tiếp đến là chỉnh gương tiếp sang một cái góc khác để có thể có ánh sáng ở chỗ khác. Ánh sáng đây, chúng ta phải làm rơi được cái chìa khóa này. Tiếp đến là chỉnh gương sang một cái góc khác để có ánh sáng khác. Đây, thì ra là poster phim kinh dị. Bật quạt chứ. Lấy được cái chìa khóa nhưng mà phải chỉnh gương. Nói chung là phải chỉnh gương nhiều lần lắm. Nó phải soi sáng cái chỗ đấy thì mới lấy được cái chìa khóa. Đây, mình lấy. Ui. Trời ơi. Lấy được cái chìa khóa rồi thì chúng ta sẽ đây, sẽ mở cái chỗ này. Bấm phím. Các bạn còn nhớ con số 1549 không? Cuối cùng thì cũng nhìn rõ một chút. 1549 đó chính là hệ thống camera nhé. Đây, đầu tiên bấm vào 1 có số 2, tiếp theo là bấm vào 5 có số 7, tiếp theo bấm vào 4 có số 3, 273, tiếp theo bấm vào 9 có số mấy đây, có số 1 là 2731. Các bạn nhớ 2731, quay ra đây 2731. Yes. Sau đó thì các bạn sẽ chơi trò ghép tranh. Trời ơi, tôi ghép mấy cái trò này nhức đầu lắm. Đầu tiên sẽ kéo hết mấy cái vớ vẩn này lên trên này cho mình. Ok, xong bức ảnh. Người ở ngoài cùng bên phải là mình ư? Sao lại mặc quần áo bác sĩ? Chúng ta là bác sĩ ư? Chúng ta là bác sĩ hay là bệnh nhân? Chúng ta cứ lấy cái bức ảnh này đã. Đấy là một cái chìa khóa. Chìa khóa quái quỷ để làm gì đây? Các bạn nhớ bấm cái này, lấy cái móng tay nhá. Lấy cách cắt móng tay. Cắt móng tay nó nhiều tác dụng lắm. Ở chỗ cái giường này này, nhớ nhá. Lấy được cái cắt móng tay rồi thì căn phòng này hình như hết thứ để lấy rồi. Theo cái trí nhớ của mình là vậy. Đi ra thôi. À, mình có vào được phòng viện trưởng không? Vẫn chưa vào được phòng viện trưởng. Vào phòng giải trí vậy. À đây đây đây, chúng ta sẽ đọc cái chỗ này nhá. Con trai thường thích mặc quần ngắn đến bãi biển chơi đùa, nhưng số 7 không thích biển. Số 7 không thích biển. Chân của bạn cùng phòng số 44, tức là số 57 không ổn. Chân số 57 không ổn. Số 7 không thích biển. Chúng ta sẽ quay ra số 7 thì không thích biển. À đây, các bạn phải nhớ câu đầu tiên của nó nhá. Mỗi người chỉ có hai vật phẩm cá nhân. Mỗi người chỉ có hai vật phẩm cá nhân. Số 7 thì không thích biển nên là chúng ta sẽ bỏ hết các thứ này ra.
Số 57 thì chân không ổn, sẽ cầm cái bao to. Số 7 không thích biển, tức là số 7 thì không thích biển. Ok, bỏ hết số 7 ra, tiếp đến sẽ là cái gì đây? 7 không tin vào thượng đế. Sao lại tin vào ma quỷ? 7 không tin vào thượng đế nhưng lại tin ma quỷ. Có một cô gái rất thích băng đô đỏ, một cô gái khác rất thích bông tai. Tức là sao? Tức là mình là số 44 này á. Đây có hai cô gái số 57 đây. Trời đất ơi, bấm vào các cái này khó quá. Trời ạ, bấm hoài không được. Muốn lấy đây cái băng đỏ cho số 44 này, cái bông tai. Trời đất ạ. Ok, còn cái gì nữa nào? Số 19 rất thích ăn, ngay cả giày của mình cũng ăn mất. Số 19 thích ăn, ngay cả giày của mình cũng ăn mất. Tức là số 19 sẽ không mang giày, nhưng mà có cái thìa tại vì thích ăn mà. Còn con dao này cho số 7 cầm trước đi. Số 44 còn gì nữa không? Số 44 không bao giờ đội nón, bông tai và dây chuyền. Ok. Mắt của số 44 và số 31 quá tốt, luôn nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy. Tức là chúng ta sẽ không bị cận đấy. Số 44 và 31 rất tốt, luôn nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy. Con dao này sẽ cho ai cầm nhỉ? Có một cái đôi giày, ăn mất cái đôi giày. Đây, số 19 đi giày, ăn mất giày. Con dao này là sẽ số 44. Đây, không thích tin vào những cái phép thuật. Số 7, số 31. Ai lấy được cái gậy gãy ngứa. Chúng ta lấy được cái gậy gãy ngứa này thì để làm gì? Các bạn sẽ nhét cái gậy vào đây cho mình. Nhét cái búi rùi vào đây, lấy được cái lấy gậy gãy ngứa móc nó ra chứ. Lấy được một cái kiếm nhựa, cắm cái kiếm nhựa vào đây. Cắm kiếm nhựa vào đây rồi, chúng ta thiếu hai kiếm nhựa nữa. Thì hai cái kiếm nhựa nữa nó ở chỗ nào? Đây có một cái cây sắt, từ lắp cái cây sắt vào đây, chúng ta lấy được một cái tay giả, một cái kiếm nhựa ở chỗ này, kiếm nhựa số 2 ở đây, một cái kiếm nhựa nữa chỗ nào nhỉ? Chỗ cái bồn hoa này này. Các bạn quay ra đây, chúng ta sẽ đâm cái kiếm nhựa vào đây, còn một cái kiếm nhựa màu tím nữa. Đấy, kiếm nhựa màu tím ở chỗ cái bồn này này. Nãy giờ bấm không được, đâu nhỉ? Đây, lắp cái kiếm nhựa màu tím vào đây. Bây giờ phải đâm sao cho nó đâm hết cái con này. Đây lại thụt ra. Trò này khó phết đấy. Đấy, xong rồi này. Trời đất ơi, bạn đã tìm được một bản đồ kho báu. Đến tìm kho báu của ta nào. Ở trong tay phải của ta. Tay phải của ta là sao? Rốt cuộc mình là bác sĩ hay bệnh nhân? Chúng ta vẫn biết, chưa biết rằng chúng ta là bác sĩ hay bệnh nhân. Rất có thể đây là một cái bệnh viện tâm thần, và chúng ta đã bị nhiễm bệnh của các bệnh nhân. Đây, trong tay phải của ta. Dùng cái cắt móng tay để cắt trong tay phải của ta, lấy được một cái đồng xu kỷ niệm. Cái đồng xu này để mở cái cống này này. Cái chỗ thông hơi này. Mở ra. Yes. Lấy được một cái băng duy đỏ ở đây. Dùng cái này móc ra. Ok. Lấy được một cái băng đỗ đỏ. Sau đấy thì nghĩ cách để lấy cái chỗ này. Chỗ này là cái bóng rổ. Các bạn có nhớ cái quả bóng rổ ở trong nhà tắm không? Quay trở lại, lấy quả bóng rổ trong nhà tắm.
Nhà 8 chỗ nào nhỉ? Đây, phòng 8 đây. Đây. Đấy. Lấy được quả bóng rổ. Dùng cái này nha, dùng cái tay giả này lấy mới được nhá. Lấy quả bóng rổ rồi thì ôi trời ơi, tôi phát nước qua mỏi hết cả miệng rồi. Lấy quả bóng rổ thì lên trên này chơi. À đây phòng kiểm tra, phòng chơi đâu nhỉ? À nó ở dưới tầng hầm. Đây đây nó dưới lầu, phòng giải trí. Cái đoạn ném bóng rổ này cũng là một cái đoạn mà rất là kinh khủng khiếp. Khó vãi trưởng thầy, đoạn này mình chơi hoài hôm qua. Ném. Ok. Phải ném cả 3 bóng mới được nhá. Bóng 1 chậm, bóng 2 nhanh, bóng 3 còn nhanh nữa. Ui. Trời ơi. Chúng ta phải ném được 3 bóng mới được. Bóng 1. Bóng 2 này, bóng 2 này. Bóng 2. Ok, bóng 3 rất là nhanh này. Bóng 3 nó sẽ di chuyển rất là nhanh. Bóng 3, ok. Yes, lấy được một chìa khóa ở đây. Đi ra thôi. Chìa khóa này nguyên đồ lú rồi. Văn phòng này. Phòng 214209 này. Phòng tắm rửa này. Trên lầu này. Phòng kiểm tra này. Ai hình như mở chỗ này. Đây, chúng ta mở được cái phòng tổng hợp các bạn ạ. Trong phòng tổng hợp thì có cái gì đây? Một cái dãy số. Cái két sắt có một cái dãy số. Lấy được một cái nút ở dưới sàn nhà. 5268 là sao? À đây có giống như cái bức ảnh này này. Đây. Tép rỗng này. Tép rỗng, bích rỗng, cơ rỗng. Tép rỗng 1, bích rỗng 10, cơ rỗng 10:27 các bạn ạ. 10:27. 10:27 ý là sao? À đây, đây có một cái giải chỗ này nữa. Thì để giải chỗ này đây, chúng ta sẽ nhìn nhá. Cái bên cái số 1 cộng cái số 2 bằng cái số 3. Những cái nào mà đè lên nhau nó sẽ biến mất hết. Đè. Đây cái số 1 cộng cái số 2 bằng cái số 3 đè lên nhau là biến mất thì chúng ta sẽ còn hai ô này. Hai ô này. Hai ô này. Và hai ô này, ok. Chúng ta sẽ hai ô này. Hai ô này. Hai ô này và hai ô này. Ba ô chứ. Ơ không phải, không phải, từ từ. Tôi nhầm ở chỗ nào đấy. Có lẽ rằng tôi đã nhầm ở chỗ nào rồi. Đè lên nhau là biến mất. Đè lên nhau là biến mất đúng rồi mà. 3 ô chứ. 2 ô. Chỉ còn 2 ô thôi. À còn một cái chỗ này nữa. 3 ô bên trên nữa. 1 2 3. Ok. Lấy được một cái lá cờ. Một cái lá cờ nhỏ. Đây. Chúng ta sẽ đọc cái chỗ này cho mình. Số không giảm mới là số đẹp, số may mắn 666. Thì 5268, số không giảm mới là số đẹp. Tức là nó sẽ tăng 12 52 1345 6 6 3 số 6 rồi đến số 8. 8. Ok. Lấy được một cái bức ảnh. Không lấy được bức ảnh. À, 10:27 các bạn nhớ nhá, mình vừa 10:27 xong. Ok, lấy được cái chìa khóa này. Đây, dùng cái chìa khóa mở cái ngăn kéo này. Chúng ta sẽ có một vài cái thông tin ở đây. Rốt cuộc là sao? Đầu mình đau quá. Tôi là ai? Ai là tôi? Chúng ta xong chương 3. Xong chương 3. Lấy được một cái thẻ của bác sĩ Dr. Liu.
quay ra thôi, quay ra dùng cái thẻ Dr. Lưu này, có mở ở đây không nhỉ? Đây đúng rồi, đi tiếp. Phòng tâm lý trị liệu. Vào phòng tâm lý trị liệu xem nào. Trời đất, bệnh nhân số 57, chương 4, dối. Ở chương 4 này chúng ta sẽ lấy được một cái USB ở đây, đào cát ra sẽ lấy được một cái băng keo. Ok, đi sang bên phải có gì nào? Ở đây có một cái mật khẩu màu sắc, đây có các cái ngôi sao và trăng, đây có một cái đèn màu. Chân của tường gỗ bị kẹt, một cái ghế massage, chúng ta sẽ tìm mật khẩu cho ghế massage này. Mật khẩu là gì? Biến mất và tái sinh. Ở đây các bạn buộc cái dây này. Thôi tí nữa đi, tí nữa mình sẽ buộc xong. Đi sang bên này, lấy được một cái mật khẩu ghế massage đây, 856715. Đây dùng cái cắt móng tay này để lấy cái găng tay boxing này, sau đấy các bạn đấm lấy được một cái, xong lấy được nhỉ? Ok, lấy được một cái đầu nộm cam. Quay ra chỗ ấy đi đã, quay ra chỗ này. Đây có cái hướng dẫn đây, 856715, 856715, nhưng mà nó không phải, nó thực chất nó phải ngược lại, 517658, 517658. Yes, hoạt động đây. Ok, bây giờ thì USB sẽ không bị kẹt nữa. Lấy được một cái tượng gỗ, các bạn quay ra đây để tạo sự cân bằng. Lấy được đây, để tạo được cái sự cân bằng thì sẽ treo cổ tự vẫn các bạn ạ, nó vãi trưởng lắm. Đây treo cổ. Sau đấy cho cái thằng nhỏ này nó cầm cờ. Đấy. Lấy được ngôi sao 7. Tiếp đến thì chúng ta sẽ lấy cái bóng đèn ở đây. Dùng cái găng tay này lấy bóng đèn. Lấy bóng đèn để làm gì? Đây lắp hai cái này vào đây đã nhé. Lắp vào đây cho đỡ nhiều. Còn thiếu một cái nữa. Bóng đèn. Em một cái nữa ở đâu nhỉ? Một cái nữa đâu ta? Đây bóng đèn lắp vào đây nhá. Bóng đèn lắp vào đây nhưng mà còn một cái nữa ở đâu ta? Từ từ. Ở đâu ta? Ai cắm điện, mình chưa cắm điện cho máy này. Lấy được một cái con mắt. Cắm điện thì bây giờ cái máy chạy bộ nó đã chạy rồi. Lấy được cái xanh. Ok. Nó chạy rồi thì quay ra thôi. Lắp vào đây, lắp cái xanh vào đây. Cái đỏ này, quay 2 phát này. 1, 2, 1 phát xanh này. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ta-da! Tại sao lại không mở ngăn bí mật? Đây chính là cái mật khẩu ở đây này. Nhưng mà phải theo thứ tự nhá. Thứ tự như nào? Đây, chúng ta sẽ... Cái nào cao nhất, cái nào thấp nhất? Cái vàng là cao nhất sẽ là số 6. 6 rồi đến cái tím. 6, 5. 6, 5, 4. 4 màu đỏ. Cái xanh là 1 này. 4, 1, 3, 6, 5, 2. 4, 1, 3, 6, 5, 2 theo chiều cao nhá. Sau đấy thì quay ra đây. 4, 1, 3, 6, 5, 2. Ok, chúng ta sẽ lấy được một cái lồng. Cái lồng để chụp vào đây này. Bật lên.
Bật lên thì sao? Đây chúng ta có các cái ngôi sao xanh đỏ. Có cái USB City này, các bạn nhớ nhá. Chúng ta quay trở lại phòng City. Phòng City chỗ nào nhỉ? Ai phòng kiểm tra, chính là phòng kiểm tra này. Các bạn cắm cái USB vào đây. Chúng ta có 10 trăng và 4 sao. 10 trăng và 4 sao. Chúng quay ra. Vào phòng tâm lý. 10 trăng và 4 sao. 10 trăng 1 2 3 4 sao. Ok. Chúng ta có 1 trăng đỏ ở đây. 1 trăng đỏ. 2 3 4 trăng đỏ. 4 trăng đỏ. 1 2 3 4. 3 sao xanh. 3 sao xanh. 3 sao xanh. 3 4 5 6 7 8 8 sao xanh. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sao xanh. Thế có bao nhiêu sao đỏ? Trăng xanh trước đi. 1 2 3 4 4 trăng xanh. 4 trăng xanh cộng cả 10 là 14. 1 2 3 4. Và có bao nhiêu sao đỏ ở đây? Sao đỏ ở đây chúng ta có 4 rồi thì chúng ta sẽ từ tôi ra tôi cộng phát. 1 2 3 4 5 6 6 cộng 4 là 10. 10 sao đỏ. 1 ơi. 1 10 sao đỏ. Ok. Chúng ta lấy được một cái thìa, cái muỗng của cái thằng bệnh nhân 19 ấy, cái thằng tham ăn. Lấy được cái thìa này để làm cái quái gì? Đây chúng ta sẽ cậy cái bức tường này, các bạn cậy dùng cái thìa cậy cái miếng xốp này, lấy được cả miếng xốp nhá. Nhớ lấy cái miếng xốp bọc biển trong này nhá. Một cái chìa khóa và một cái miếng xốp bọc biển. Ok. Giờ chúng ta đi ra thôi. À, chìa khóa của căn phòng của bác sĩ viện trưởng thì phải. Từ mình tự quay lại phòng bác sĩ viện trưởng xem nào. Đây đúng rồi, phòng viện trưởng. Các bạn vào phòng viện trưởng thì đây, chúng ta sẽ dùng cái con mắt này. Chưa dùng con mắt vội. Nếu mà mình dùng con mắt bây giờ thì mọi người sẽ không hiểu mất. Đây lấy cái khăn này đã. Đây, nó sẽ ghi là trên thủy tinh có một vết bẩn nhỏ. Cần mật khẩu, các thứ, các kiểu là điểu. Đây, giặt sạch cái khăn. Bây giờ mình sẽ vào đây giặt sạch cái khăn bằng cách dùng con mắt này để chặn nước. Cái đoạn chặn nước này cũng khá khó đây. Tốn khá nhiều thời gian để chơi cái đoạn này. Đây, các bạn phải cho mấy cái chỗ này nó đúng trước đi đã. Tại vì mấy cái chỗ đấy là mấy cái chỗ quan trọng, nên là chúng ta phải cho nó đúng trước. Xuống dưới này. Sang trên này, đâm lên trên này. Đâm ngang, đâm dọc, đâm tùm lum, đâm tùm la. Đâm linh tinh. Cái đoạn này nó không đi theo hướng đấy được, nó đi theo hướng đấy là nó sai. À đây. Đây có vẻ như đúng rồi này. Chạy luôn thì nhức đầu quá. Đúng đây mà. Đúng đi. Đúng rồi, yes, đúng rồi. Các bạn chặn xong rồi thì vặn nước thôi. Giặt cái khăn. Nhớ là nhúng cả cái bọt biển nhá. Tí nữa có cái tác dụng sau, nhưng mà nhớ nhúng bọt biển đấy. Nhớ nhúng nước bọt biển. Tiếp đến là ra đây lau cửa sổ. Cạ ở đây. Các bạn phải thiết kế như này nữa, phức tạp thế mới lau được cửa sổ. Chúng ta có con số đây. Nghẹo cổ. 3285. 3 nó chỗ nào nhỉ? À đây, chỗ này 3285 chỗ này cơ. 285. Năm tám hai ba. Không được xuôi thì mình được ngược. Cứ thế mà diễn.
Ok, chúng ta 5823. Sau đấy dùng băng keo dán mấy cái miếng giấy này lại và đọc. Nếu cô ấy có thể nhìn thấy thì sao? Lỗ thông hơi ở phòng giải trí quá nhỏ. Mật khẩu 638264. 638264. Mình đâu đó. Chương 4 rồi, xong chương 4 rồi. Tới với chương xong chương 4 rồi. Từ từ tôi quên mất mật khẩu rồi. 638264. Chúng sẽ nhập mật khẩu vào đây, 638264. 638264. Yes. Cấp quyền. Chúng ta sẽ kiếm một cái máy đọc thẻ. Quên mất cái vụ máy đọc thẻ đấy. Đây, sẽ mở được cái cánh cửa tủ này, cấp quyền mở cánh cửa tủ này thì sẽ kiếm được cái máy đọc thẻ. Máy đọc thẻ gì đây? Thông báo xử phạt. Thông báo xử phạt, rất nhiều thông báo xử phạt. Đây các bạn nhìn nhá, A B C D E F G H, tức là từ trái có phải. Đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 cứ từ trái có phải nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ xếp từ trái có phải. 1 này. 2 này. 9 sẽ là số 13 nhé các bạn. Nhớ cạnh 9 số 13 nhé. Không là sẽ sai đấy. Không phải số 15 đâu. Cạnh 9 số 13. Tức là chúng ta sẽ xếp vào đây như này. Đó. Xong bây giờ thì cứ chạy lên thôi. Đấy. Lấy được một cái máy lập trình thẻ. Đưa thông tin vào thẻ chứ gọi là lập trình lại hơi khủng khiếp quá. Để tấm thẻ vào đây. Cấp kìa. Cấp quyền khu rồi sẽ lấy được cái thẻ này. Cái thẻ này thì cuốn sách này đây. Yêu cầu lắp đặt lan can. Ok, đây cái chìa khóa. Cái chìa khóa này chính là để mở mở chỗ cái song sắt này này các bạn. Lên trên này. Lên trên tiếp. Đây, chỗ phòng tâm lý trị liệu này. Mở cái này ra. Vẫn còn một lớp cửa sổ khóa điện tử. Làm sao để mở nó ra? Ok, chúng ta sẽ tìm cách mở cái lớp khóa điện tử ở đâu. Đó chính là bên này. Dùng cái thẻ mới nạp dữ liệu á. Đây, mở được rồi, đi vào trong. Chương 5, chúng ta sẽ tới với chương cuối, bỏ chạy. Chúng ta sẽ có hai phòng, phòng 3013 vào đây. Trên tường có một cái công tắc cảm biến âm thanh. Cảm biến âm thanh cứ bấm vào nó mới sáng, tạo ra tiếng động mà mình đang vỗ tay á. Dưới này thì có một cái vali ở đây. Một cái dãy số rất là dài, bây giờ chúng ta sẽ phải nhớ cái dãy số này. Nhớ bằng cách nào? Mỗi lần bấm này phải nhớ này, 23 này, 23. Từ từ tôi ghi lại. 23 05 05. Bốn. Chín hai. 2305 418392. 418392. Ui. Anh ơi, em xin lỗi anh mà mình cứ dọa em như này chết mất. 747 747, ok. Sau đấy chúng ta sẽ nhập vào cái vali 2305 41 18 3 9 2 7 47. Ta-da!
lấy được một cái chìa khóa. Chìa khóa này chính là chìa khóa bên phòng mà phòng bên cạnh này. Đó, chúng ta sẽ vào phòng bên cạnh này. Cái đoạn này cũng khá là phức tạp. Chúng có một cái máy radio. Nhặt được một cái máy radio ở đây thì cái gì đây? Bệnh nhân rối loạn. Rối loạn. Nhặt được một cái máy radio. Bên này có gì không? Ở đây các bạn nhá, đặt cái miếng xốp lên đầu thằng cu ấy nhá. Sau đấy là dọn bên này, chúng ta lấy được một cái dụng cụ phế thải. Lấy được một cái thiết bị hỏng nữa. Đấy. Còn dưới này có gì không nhỉ? Đoạn này có gì không nhỉ mà tôi quên hết rồi. Không có điện, đây à. Thiếu một cái dây điện ở đây, chúng ta sẽ đi lấy dây điện ở bên phòng bên kia. Phòng 3013. Chúng ta sẽ để cái radio ở đây. Đây nó có công tắc âm thanh nhá. Radio chạy nhá. Là sẽ ok ngay. Đây lấy được cái dây điện này. Dây điện cổ của con búp bê này. Đi sang bên này. Đấy. Bên này thì cũng khá phức tạp đấy. Nó có một cái loại mật khẩu ở đây. 584-098-7910-7346. Từ hai cái số này chúng ta suy ra cái số 580-890 để làm gì? Tại sao nó cho mình biết những thứ đấy để làm gì? Đây chính là cái lý do đó. Chính là cái mật khẩu này. Nhưng mà nó phải theo cái tờ giấy ở đây. Hai cái dãy số kia sẽ thành một dãy số khác. Chúng ta có một dãy số mới ở đây. Và cách để suy ra sao? Đây chúng ta phân tích lại chỗ này nhá. Ok. Mình sẽ mở một cái nút bếp đây cho các bạn dễ hiểu, dễ hình dung nút bếp này. Ok. Đầu tiên á sẽ là 584-098-7910 đúng không? 584-098-7910 sẽ đến từ trái có phải? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nhá. Đầu tiên là vị trí số 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 3, 4, 6. Đầu tiên vị trí số 7 xóa đi. Tiếp đến đếm lại. 1, 2, 3. Vị trí số 3 xóa đi. Tiếp đến đếm lại. 1, 2, 3, 4. Xóa đi. Tiếp đến đếm lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xóa đi. Chúng ta sẽ có cái dãy số 580-890. Đúng chưa? Dựa vào cái công thức vậy thì chúng ta sẽ quay ra đây. Nhập vào đây. Nhập lại con dãy số này. 8913 8913710257. Đấy. Cũng đến thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 1, 5, 6 mà. Xóa đi. Xóa số đầu tiên. 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Chúng ta còn 913707. Được chưa? Mình sẽ tắt đi nhá. Ok. 913707. 913707. Yes. Mở cái tủ này. Cái tủ này sẽ lấy được một cuộn băng keo. Một cái kim đồng hồ. Trên đồng hồ có một vết nứt. Từ từ. Đấy, dùng cái thiết bị hỏng á, đập vỡ cái vết nứt đấy ra. Đấy là một cái kim. Kim đồng hồ đây, các bạn nhớ. Từ từ. Chỗ góc tường này có một cái kim nữa này. Nhưng mà làm sao để lấy được kim này thì phải quay ra đây. Dùng cái này đập vào đây. Và trèo lên cái lỗ thông này này. Giải cái chỗ đồng gỗ này, thực sự tôi rất là ghét giải đồng gỗ này các bạn. Nó không khó đâu nhưng mà nó tốn thời gian vãi chưởng luôn. Ok. Cách giải thì sẽ phải đặt hết cái đồng gỗ lên trên cái này. Và cái giải cái ngắn. Cái ngắn thì đứng trên cái giải. Chúng ta không được được gọi là sao nhỉ? Không được đặt lung tung, phải đặt đúng quy trình. Cuối cùng thì cũng xong rồi đây, trời ơi, tốn bao ra điểm mất. Đây, chúng ta lấy một cái nam châm rồi đây. Mấy con xuất sắc kia để tính sau, nam châm này, hút cái này lên. Kim nam châm, lấy được 2 kim. Xuất sắc kia tí nhớ sau nhá. Bây giờ mình không có sức để nhớ rồi, thực sự mình mệt lắm này. Đây, cuốn vào đây. Dùng cái này băng keo, cuốn chặt vào đây, cắm vào. Cắm vào. Ok.
Sau đấy thì sẽ giải cái xúc xắc. À chưa có điện. À có điện rồi. Nhập mật mã. Mật mã ở đây là gì? Thì đây các bạn nhìn thấy cái phím đảo ngược không? Tức là nó sẽ đảo ngược con xúc xắc ở bên này. Cái chỗ này chúng ta chỉ cần nhớ là hai đỏ hai xanh thôi. Hai đỏ hai xanh. Thì quay ra đây. Ngược lại có mấy cái này. Đối diện có 4 là 6, đối diện với 3 là 1, đối diện với 2 là 5. 6 1 5 5. 6 1 5 5. Nhưng mà không phải. Chúng ta nhớ lại hai đỏ hai xanh. Đối diện với 4 là 6 rồi, 6 đối diện với 3 là 1 rồi. 6 1 5 5 đúng không? Hai đỏ hai xanh. Hai số 5 sẽ ở giữa. 6 1 à 5 5 à 6 5 5 1 chứ. Nào. 6 5 5 1. Ok. Bật trị liệu đây. Đang trị liệu. Kết thúc rồi. Kết thúc trị liệu chúng ta lấy được một cái chìa khóa. Chìa khóa này để làm gì nhỉ? Ở đây còn cái đoạn dây điện này chúng ta lắp vào đây đã. Tí quyền đấy. Và sẽ nhớ bật lên. Nhớ giá trị cái điện áp 40 40 65 65 15 15 30 30 10 và bao nhiêu đây? 95 95 30. Ui nhiều thế. Ok, bây giờ mình sẽ lập lại các giá trị này. Đầu tiên sẽ là 40. Ok, tiếp đến là 65. Ok, tiếp đến là 15. À, bực quá. 15. Tiếp đến là 30. 30. Tiếp đến là 10, 95 và 30. 10. 95. 5. Cái gì đây? Sao cứ quay ngược này? 95 và 30. Ok. Sau đấy thì chúng ta sẽ vặn nó lên 100 cho mình. Sau đó bấm. À chưa được. Chưa được các bạn ạ, chúng ta còn một cái chỗ phòng thay đồ nữa mới lấy được cái chìa khóa phòng thay đồ mà. Đây chính là phòng tắm đây này. Chúng ta sẽ mở tất cả các cái phòng tắm này ra. Ok. Còn thiếu một cái mũ chụp nữa. Thì cái đoạn này giải sao? Sự đoạn này mình tốn rất nhiều thời gian, các bạn chỉ cần làm theo mình thôi cho nhanh. Đầu tiên thì các bạn sẽ sang bên này. Ok, xóa được một cái giữa này. Tiếp đến là chúng ta sẽ lên trên. Chúng ta lên trên. Sau đấy là chúng ta sang bên này. Chúng ta xuống dưới. Chúng ta về bên này. Về bên này. Ok. Chúng ta ăn sang bên này. Chúng ta ăn lên. Chúng ta ăn sang. Chúng ta ăn xuống. Chúng ta ăn về. Đó. Thì cái bên trái, bên phải này cũng vậy thôi. Cũng làm tương tự. Đầu tiên sẽ ăn xuống này. Xong là ăn sang này. Xong là thế nào nhỉ? Ăn lên này.
Rồi thì đây nó ăn sang này, xong nó ăn về này. Ok, cái bên trên này cũng tương tự luôn. Đúng rồi, ăn sang này này, xong là ăn xuống đúng không nhỉ? Đúng rồi, ăn xuống này, xong là ăn sang này, xong là ăn lên, xong là ăn về. Ok, còn cái ở giữa này, cái ở giữa này mới quan trọng này, đoạn này rất dễ sai này, sai một nước là nó sẽ không thể đúng được các cái nước còn lại, nên là chúng ta cẩn thận một chút. Đầu tiên sẽ là ăn lên trên này, xong là ăn sang này, cứ đi gần như là vòng tròn nhá. Đến cái đoạn này thì ngừng stop nhá, không vòng tròn nhá, mà đi sang ngang nhá, đừng đi xuống dưới nhá, xuống dưới là không được đâu, ngậm hành đấy. Xong là cái này lên trên này, lên trên rồi thì cái này cái nào ta, cái này lên trên chứ. Hay cái này xuống dưới, cái này xuống dưới. Xong là cái này xuống dưới này. Đúng không nhỉ? Đúng rồi, xong cái này sang ngang này, xong cái này lên trên này. Ok, đúng rồi. Yes, chúng ta lấy được một cái cuộn quần áo ở đây, và lấy được một cái mũ chụp đầu. Sau đấy thì chúng ta sẽ quay trở ra cái căn phòng. Đây, căn phòng mà có cái mũ chụp đầu này, để chụp đầu cái thằng này. Đâu nhỉ? Đây, chụp đầu nó vào. Sau đấy để tăng điện áp lên 100. Chạy. Sụp nguồn. Ok, sụp nguồn rồi thì chúng ta mới chạy được. Cái bệnh viện này trở thành bệnh viện bỏ hoang rồi. Qua bên này đây, sụp nguồn thì cái cánh cửa từ bị hỏng, buộc vào đây và chúng ta trốn thoát. Kết thúc của hành trình. Chính là mình. Đừng nào, đừng chị ơi, em sợ. Chị ơi. Xong. Kết thúc, xong. Xong phim. Có thể lý giải rằng chúng ta là một bác sĩ trong một cái bệnh viện tâm thần. Và khi chăm sóc các bệnh nhân tâm thần ấy, thì chúng ta đã bị lây nhiễm bệnh của các bệnh nhân tâm thần, nhất là từ bệnh nhân 57, bệnh nhân cùng phòng mình. Bác sĩ mà bị lây nhiễm cái bệnh tâm thần thì chúng ta bị hoang tưởng, hoảng loạn và trở thành một bệnh nhân tâm thần trong cái bệnh viện số 13 này. Và chúng ta phải điều trị chính tại cái bệnh viện này. Theo mình hiểu là vậy. Ok, kết thúc rồi. Thế nhớ tạm biệt mọi người. Ai chưa chơi thì chơi thử. Ai chơi rồi thì xem cho vui. Còn ai mà muốn khám phá thì không nên xem video này trước khi chơi. Thế nhé, tạm biệt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Game vẫn được Việt hóa.